20 giờ từ phường Hàm Tiến, đôi bạn trẻ này vào thành phố Phan Thiết, đến dọc bờ sông Cà Ti để chụp ảnh và ngắm hệ thống đèn LED đa sắc. Cả hai biết địa chỉ này qua những hình ảnh mà bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Ở khu vực Hàm Tiến thì đèn nó nhộn nhịp về du lịch. Còn ở Phan Thiết mình thì hệ thống đèn mới này thì em thấy nó sẽ yên bình, nó giúp mình thư giãn hơn. Từ lúc bờ sông Cà Ti có hệ thống đèn trụ cầu với ánh sáng LED đa sắc, thì ông Nguyễn Văn Lộc, nhà gần con sông này, luôn dành thời gian ra đây dạo mát, ngắm ánh đèn đêm, lung linh sắc màu. Cái công viên giờ hướng như nó có những cái đèn như thế này là nó trải dài xuống dưới cầu Dực Thanh luôn rồi. Bây giờ là quá tốt rồi. Mình hình thành cái bộ mặt của đô thị Phan Thiết ven sông Cà Ti á, coi như là cũng có tầm mới mẻ. Thời gian qua, thành phố Phan Thiết đã đầu tư nhiều hệ thống chiếu sáng ở công viên, khu vui chơi giải trí. Hệ thống đèn trụ cầu với ánh sáng LED đa sắc được đầu tư dọc sông Cà Ti từ cầu Dục Thanh đến cầu Lê Hồng Phong, có chiều dài khoảng 750m, nằm trên tuyến đường Trương Nhị thuộc phường Đức Nghĩa. Không chỉ có đèn đa sắc ở khu vực cầu Dục Thanh, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết còn lắp đặt máy chiếu hiệu ứng laser chiếu xuống mặt nước sông Cà Ti và được lập trình để trình diễn thống nhất các kịch bản chiếu sáng nghệ thuật. Sự mới lạ này đã thu hút rất đông người dân đến để chụp hình lưu niệm. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đầu tư cái chùm đèn bồ công anh rất là đẹp và đủ màu sắc. Hiện nay là chúng ta thấy là một số bạn trẻ cũng như du khách đến là check-in chụp hình và cũng là tạo điểm nhấn cho địa phương. Thì đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác chỉnh trang đô thị. Hy vọng là trong thời gian tới thì địa phương sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan để mà từ đó là phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế ban đêm tại địa phương. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên dáng hình đô thị hiện đại để phố biển Phan Thiết lung linh khi đêm về.